Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Cats Mèo Con Đi Câu Cá. Mình là Thanh AZ đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Hôm qua thì mình đã câu được một con cá kỷ lục, con giá cá giá là 86.000. Đấy, cái con cá này, con cá cực kỳ đặc biệt, một con cá mập à, đúng không? Có gì nhỉ? Con cá mập đúng không? Whale shark này anh em. Wow, cực kỳ đẹp. Và con này nó giá là 80.000. Hôm qua mình nhớ sẽ nó giá là 86.000 cơ. Nó là loài cá đắt nhất mình từng câu. Đắt hơn con Marlin nhiều, đắt hơn cái con cá kiếm này nhiều. Cá kiếm chỉ có 40 thôi. Wow. Và hôm nay thì hình như sẽ có một cái tin tức mới. Và chúng ta sẽ có những con loài cá mới ở đây. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái này Max rồi. Không còn nào khác rồi. Cái air tank bây giờ chỉ cần nâng cấp air tank cho nó khủng khiếp lên thôi nhờ. Chắc là như vậy. Mình sẽ cần 191 và 1600 cái gọi là cái đinh ốc này. Tiếp sẽ mua. Mình mua cái sub item trước đi ạ. Electric bomb mình sẽ dùng khoảng là 6 cái là được rồi. Bắt đầu ra rong buồm ra khơi, hình như sẽ có một con cá mập nữa thì phải. Ở đâu đó quanh đây, ở Ocean Cay sẽ có con cá đó. Sẽ có con cá đó nhá. Ocean Cay thì nó khá là dễ bắt. Chúng ta có thể trụ vững ở trong này rất là lâu. Vì oxy mình rất là tốt rồi. Đấy. Bây giờ có khi là sẽ mua vũ khí mới hoặc là nâng cấp oxy. Theo mình sẽ nâng cấp oxy đã. Vũ khí mới thì cứ từ từ để sau đi á. Nâng cấp oxy hoặc là mua thuyền mới. Có khi đi mua thuyền mới anh em ạ. Vấn đề là oxy, lấy lượng oxy này mình có trụ được không? Vấn đề là như vậy thôi. Có oxy không ta? Hiện tại không thấy con oxy nào cả. Có một con cá mập nhỏ. Con này nó giá chắc. Ôi oxy to kìa. Bắt thoải mái đi. Thì cái một anh em số anh em bảo là cái lượng tiền mà của cái con cá quảng cáo này nó phụ thuộc vào cái số lượng tiền mà mình bắt được, kiếm được, nó sẽ bằng một nửa. Đấy. Chứ nó không quan tâm là nó sẽ như thế nào. Rồi ok. Mình thích khá thích cái con này. Đấy, nó sẽ có một con mới kìa. Rồi không biết là 6 cái này là có đủ sức để bắn nó hay không thì không biết được. Hy vọng sẽ đủ. Bây giờ thì không thể nâng cấp cái gì thêm nữa rồi. Mắc hết mấy cái cơ bản quan trọng rồi. Oxy. Oxy anh em ơi. Câu 3 lần không được. Ồ. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Ôi. Đến 4 lần mà không được nữa thì đúng là bó tay. Một con này khó câu lắm. 85%, rồi chắc đến ra quay 9 rồi đấy. Bình thường sẽ có chứ nhỉ? Bình thường sẽ có con cá mập rồi chứ nhỉ? Nó đang ở đâu? Đợi một chút thì nó sẽ ra, nó sắp ra rồi đấy. Để không phải con này đấy. Ok, bình tĩnh nào, 73%. Chúng ta sẽ đợi nó lên và mình sẽ bắn nó thôi. Chỉ bắn con đấy thôi nhá. Ok, bay nhanh lắm, bơi nhanh quá. Bơi quá này sao bơi nhỉ? Sao bắt được nhỉ? Đang suy nghĩ xem sao bắt được đây. Ok. Nó không được cơ. Nó còn không bơi đúng vào cái hướng của mình. Không được anh em ạ. Khó phết nhờ. Để câu con này không hề đơn giản một chút nào luôn. Nó vừa lướt qua đầu ra. Làm sao câu con đấy đây? Vào lưng. Câu tạm hai con này xuống trước. Hoặc tí sau. Ồ, không ăn thua rồi. Đây có nhiều cá quá. Cái lực bắn của mình sẽ bị suy giảm. Nếu mà đâm nhiều quá. Ok. Bắn vào toàn lưng đấy. Bắn toàn lưng nữa thôi. Không ăn thua rồi. Này, con này toàn vào lưng nó. Bắn đấm gì, đánh gì. Ok man, con này còn bị bắt nữa là. Con cá hôm qua nó còn to hơn cơ. Tạm thời đã. Cho nó choáng đi đã. Cho nó choáng đi tí đi. Cái bọn này mình nhìn thấy mình ghét quá, mình muốn câu quá. Khoảng 420 mấy nghìn này, cái Ocean Cay này cũng khá nhiều cá ngon đó. Nó cứ lượn đi lượn lại, con kia to quá anh em ạ.
còn có 37% oxy thôi. Nó không qua đây, vấn đề nó không qua đây luôn. Có thể nó chỉ trong một cái vòng bán kính ạ. Đây rồi, cuối cùng mày đã bị hạ rồi em ơi, chỉ cần một phát thôi. Wow man, hơn 500.000. Tốt vãi chưởng luôn. Yes, oxy, oxy quẹ đây, không kịp rồi. Thôi không cần, không cần xem quảng cáo đâu, mình sẽ lên bờ thôi. Lại cá mới rồi, yes. Con cá mới, lại tiếp tục có cá mới trong tay rồi, quá ngon. Lên đường, tuyệt vời, chúng ta sẽ có 127.000. Và cái quảng cáo sẽ đặt tầm 63.000. Ta xem quảng cáo đi. Còn chút quét sống lâu trăm tuổi. Bánh kem đây. Chúng ta đợi quảng cáo xem một chút nhá. Ta xong luôn. Ờ, hình như xong rồi sao? Xong chưa ta? Mình còn chưa biết là nó đã xong cái quảng cáo hay chưa. Không biết là nó sẽ tắt đi ở đâu luôn. Bó tay. Ở đâu đấy? Cái quảng cáo này sao phải bỏ được nhỉ? Man, đùa nhau à? Không thể bỏ được à? Chắc là phải có cái nút gì đó giảm lag ấy vào đâu nhỉ? Rất là nhiều cái quảng cáo rất là vớ vẩn nhá. Không thể ấn được luôn. Freezer card của mình bị lỗi rồi, không thể vào được nữa rồi anh em. Thôi mình sẽ thoát ra vậy. Điến nhỉ, Freezer card đang chơi vui. Và cái số tiền luôn cho kiếm được khoảng 60.000 đấy. Hơi bực mình ta. Freezer card không biết nó có cộng cái số tiền vào trong tài khoản mình không. Và cái con cá mới có được cộng vào không. Hình như là có. Bây giờ hơn 500.000 rồi. Chúng ta xem trong cái loài cá thì sẽ biết ngay là ta sẽ bắt được con đấy không nhá. Đây con này đây. Đó, con này tên là gì ta? Mình không nhớ tên. Đây. Ở đây rồi. Fien Shark. Wow. Cũng sẽ là một con cá mập. Số con này 60 đồng. Khá tốt. Rồi, chúng ta có khoảng nhiều tiền đây. Thì chúng ta sẽ có medium hoặc là những con cá cỡ lớn ở Sweet Region. Ok, đi câu thôi. Sub item của chúng ta như thế này chắc là ok rồi, không cần quá nhiều đâu. Rồi, ok, lên đường nào. Nhiệm vụ, mình cũng cần nhiệm vụ từ con này đúng không? À, con cá kia, mình biết nhiệm vụ để làm gì rồi. Ở Squid Region, đánh nào. Bây giờ cần phải nâng cấp cái bình oxy lên. Cấp bình oxy lên. Khỏe hơn. Bọn này sẽ qua đi, cho qua hết đi. Chúng ta sẽ cần câu những con cá to, cá khổng lồ. Rất rất nhiều cá con. Ngứa mắt, câu phát luôn. Nhiều tiền phết. Một số các loài cá đặc biệt thì mình đã câu được rồi đấy. Hai con cá đặc biệt đã câu rồi. Hôm nay thì có rất là nhiều loài cá cỡ lớn. Mình thích cái cá cỡ lớn. Không phải con này nha. Bắt luôn. Mission này. Đấy, thêm được một con rồi. Nó yêu cầu là hai con custom đó. Customs sẽ được. Có cá cỡ lớn kìa. Con này cũng không phải lớn lắm mà nó khó bắt thế nhở. Ui trời ơi. Oxy cho bé thế. 85. Dolphins. Ok man. Ok. Rồi ôi. 4 mũi lao vào người mà không chết ta. Mày không chết này, cuối cùng phải chết chứ. Oxy cỡ lớn, rất tốt. Con dolphin mình ghét con dolphin nhở, nó cứ bay qua bay lại mệt người. Không trúng cơ. Thế bị buồn cười. Không trúng này. Sau đến bắn khoảng là chục lần. Cực kỳ ghét con dolphin luôn đấy, phải nói như vậy. Mấy quay 7 thôi, nó chưa nhiều cá lắm đâu. Bắt từ từ thôi. Đang đợi để nó cá cỡ lớn đâu rồi. Thì mình có cái này, dolphin. Ok. Dolphin này thì sẽ bơi như một thằng điên luôn.
Rồi, chưa bắt được hai con này rồi anh em. Oxy về chưa? Mình đang đợi wave 9 này, wave 9 sẽ có nhiều cá lắm. Bỏ ra một cái đấy để bắt ra một con cá heo thì nó cũng không đáng lắm nhỉ. Theo mình nghĩ là vậy. Tiếp sẽ còn rất là nhiều cá khác mà. Wave 9 đây, wave cuối đây. Đợi cá thôi. Ủa, thấy chưa? Thấy chưa? Đông chưa? Xong thì cứ nhắm thẳng vào cái giữa và bắn này nhỉ. Nhưng mà vẫn ít cá, hiện tại vẫn đang ít. Một con. Được duyên một con này giá khoảng 3k tiền. Thế bảo hôm nay có nhiều cá trung bình với cá cỡ lớn cơ mà. Ở đây, nó chính ở đây. Nhưng ít quá, có mỗi một con. Nó phải kết hợp với cái số lượng cá đông nữa cơ thì mới được. Kia là oxy à. Đây rồi. Đây rồi. Về hết đây. Con này phải 4, phải 3 mũi lao thì nó mới bắt được con này. Ít cá quá. Chỉ có cá cỡ lớn thôi anh em ạ. Bắt được thì bắt thôi, mấy con này thôi. Nó chạy rồi. Chạy này, không thể chạy đâu. Xong, con đấy sẽ là tầm khoảng 3.000. Cái heo thì bây giờ không thể xuất hiện nữa rồi. Cái heo hết sạch luôn rồi. Không có bất kỳ một con nào luôn. Vào đây nào. Let's go. Con này to đấy. Định ăn con cá của mình như con piranha. Con kia có 600 thôi. Ít cá quá. Cá heo rồi. Cho sẽ đến cái khu vực có cá heo rồi. Cá heo. Cá heo quậy đây. Cá heo khá dễ bắt. Nó chạy rất là chậm. Nó bới rất là từ từ. Đấy. Oxy. Ít ra sẽ có lại thêm. Nó ăn oxy của mình. Cái con này mình không để ý luôn đấy. Ghét mày. Con piranha. Piranha cỡ lớn. Thật sự ghét. Bắt con piranha về đã xong rồi làm gì thì làm. Mổ thịt nó. Chắc mình không xem quảng cáo nữa. Tại vì chắc là nó bị lỗi quảng cáo thì phải. Ồ, mình còn đi tắt tiếng ấy chứ. Thế. Mình còn quên không bật tiếng kia lại. Thôi chúng ta sẽ câu được khoảng 24.000 em ạ. 24.000. Mình sẽ giả cá cho con này. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì thì anh em biết không? Chúng ta sẽ đi đợi cái ông già. Chúng ta sẽ đợi cái ông già. Coral reel, deeper side. Đánh cái này luôn và ra sẽ trở về nhà luôn để chúng ta sẽ có cá ngay bây giờ. Đây, ấn vào đây. Trở về nhà nào. Lên đường và trở về nhà. Let's go. Rồi, hôm nay cũng không có cái gì cả. Lại lên thuyền. À đây, quên rồi. May mà chúng ta chưa vào đây nha. Hôm ông già sẽ đến đây chứ. Vẫn đến mà. Hôm nay sẽ là 28 đổi với 14.000, khá là rẻ. Và xem quảng cáo thì sẽ được thêm khoảng 100%. Chết rồi, cái quảng cáo này. Bánh kem đây. Tôi là quá là dính lá. Chúng ta giải lát cùng với boss. Cái quảng cáo này nó bị sao nhỉ, bị lỗi à. Mình không thể hiểu được là nó sẽ ấn vào đâu để có thể là tắt được cái quảng cáo này luôn này. Ấn quay lại không ấn được. Ấn X vào các góc thì không ấn được. Mình chỉ muốn gấp đôi cái lượng ấy thôi mà. Nó không cho mình gấp đôi luôn đấy. Lại thoát ra vào lại. Lại thoát ra vào lại. Bực mình với cái quảng cáo rồi đấy. Vì mình muốn được cái gấp đôi cái lượng tiền một chút. Không biết là cái ông già còn đấy không. Và nó ông có cho mình gấp đôi lượng tiền hay không nữa. Hy vọng sẽ vẫn còn. Tại vì mình muốn là đổi nhiều hơn một chút. Ông già vẫn đây mà. Ông già vẫn có cái quảng cáo anh em ạ. Bây giờ mình làm nào đây. Chắc là thôi đi. Tạm thời thì sẽ không mua của ông già nữa. Tại vì cái quảng cáo nó bị lỗi rồi. Không thể nào mà xem được. Xem bây giờ thì nó cũng không cho mình ấy cơ. Rồi chắc mình sẽ đợi thôi. Mình sẽ đợi để có thể là Super Tank Capacity các kiểu. Tạm thời thì chúng ta sẽ sử dụng cái này thôi. Để lần sau chúng ta sẽ dùng cái thuyền này cũng được. Ok, chúng ta sẽ lên thuyền. Và mình sẽ đi câu thêm một vài lần nữa nào. Hôm nay thì chúng ta sẽ câu ở phía dưới màn đêm của phần Deeper Side. Oxymark.
Có cá gì là câu vào đấy. Ồ mày con này nhiều thế. Nhìn trông hay hay ta. Chỉ tốn oxy thôi. Hơi tốn oxy một chút. Để xem có phải có cá mới không nha. Đó, chúng ta có một wave nó hơi lâu tại vì mình sẽ cần phải nâng cấp cái oxy lên nữa thì mới đánh được. Đẹp phết con gái nhìn trông đẹp phết. 596.000. Con này thì trên kia cũng có đúng không? Trên kia cũng có này. Bây giờ lực bắn cực kỳ mạnh. Bắn đã tay. Nói chung như vậy. Một hai con này bắt ngay là sao có thể chạy đâu được. Ờ trên này hai ba con. Đây ít cá quá. Chắc phải đợi khoảng lên quay 5. Ui oxy kìa. Oxy kìa anh em. Oxy xịn này. Cũng may là không có piranha nó có thể ăn được cái này của mình. Thì thằng nó sẽ cho oxy rất là tốt, rất là ngon. Rồi chúng ta ăn một mẻ luôn. Một con cá mới, một con cá mới, một con cá mới, một con cá mới đã vào. Đấy, chúng ta sẽ bắt được cá mới mà. Con này nhìn trông ngứa mắt nhỉ. Ngứa mắt thật. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Cái con ở kia rất là ngứa mắt. Quảng cáo không cần, không mình có xem đâu. Đây này, đây, không chạy, không bắt được à. Oxy, ít ra sẽ còn vẫn còn oxy để có thể duy trì sự sống thêm một chút nữa. Mình thấy con cá nào mà ghét là mình sẽ bắt luôn. Con ở trên nhá. Mình thấy nó đang lượn lượn ở trên. Mày, ui giời ôi. Bốn mũi giáo, bốn mũi lao mà không ăn thua luôn. Được rồi đấy. Lượn qua đây này, cuối cùng ta bắt được mày rồi. Về đây. 3.000 đấy. Ui. Nhiều tiền thế nhỉ? Còn có mấy chục phần trăm thôi. Có cá heo. Ôi ôi, sáng trưng cả bản đồ luôn. Đằng nào thì cũng sắp hết oxy rồi. Bắt nốt thằng về thôi. Không kịp bắt con cá heo nữa. Và mình được khoảng hơn 600.000. Để lần sau mình sẽ xem quảng cáo và mua thêm những cái đinh ốc cho anh em nhá. Nâng cấp lên vậy. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt được một con cá khá là tốt. Một con cá mới. Đấy, như thế này trước này. Cá sẽ 16.000 thôi. Và chúng ta sẽ kết tập ở đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Fisher Cat. Bye bye.